chuyện chứ. Xã hội mình làm ăn ngày càng khó, nhiều vấn đề bất cập khiến mọi người căng thẳng và sẵn sàng nói những lời thô lỗ cho nhau. Nhưng mình cố gắng khác biệt nhé, cố gắng mở miệng ra là nói những từ đẹp đẽ, thơm tho, hay ho cho nhau. Vì mình thuộc một nhóm người Việt trẻ, văn minh, đẳng cấp, sang trọng về mặt tâm hồn. Dù tiền bạc, sự nghiệp chưa nhiều thì nhân cách phải lung linh cho dượm. Nhân cách đẹp thì mới tự tin hất mặt lên trời. Chửi chính là một sự bất lực của trí tuệ. Dượng chưa thấy hai người Tây Phương, hai người Nhật đứng chống nạnh chửi nhau bao giờ. Ngay cả ở Thái Lan, Indonesia, Campuchia cũng không thấy. Họ chỉ tranh luận đúng sai rồi thôi. Còn đứng chửi tay đôi, chửi đồng, chửi móc méo, nói ngôn từ xấu xí này là con vật này, moi móc ông bà cha mẹ tổ tiên ra để sỉ nhục nhau, thì trong mấy chục quốc gia Dượng từng đi qua, Dượng chỉ thấy ở Trung Quốc và Việt Nam là có. Tiếng Anh, chữ chửi rất ít ai dùng, trong khi tiếng Trung thì có rất nhiều câu chữ này. Dượng so sánh trong hai cuốn 3.000 câu tiếng Anh thông dụng thì không thấy câu nào nói chữ chửi. Chửi khắc chửi thề nhé. Tây nó bực mình, nó có chửi thề phong long để hạ hỏa. Nhật nó bực mình, nó nhào vô quánh một cái rồi hết. Vậy đó, bực quá thì vô nhà vệ sinh chỉ có một mình, chửi thề một cái rồi thôi. Lo làm lo học, dành thời gian cho việc khác hay hơn. Nên mình cũng đừng vào các trang mạng mà có mấy bài chửi bới này nọ nhé. Chả có gì hay ho, đọc sẽ bị lây nhiễm cái tiêu cực của người viết. Vì họ nhìn vấn đề phiến diện, cực đoan và méo mó. Ai không viết thì chửi động ngoài quán trà đá, biết viết thì chửi qua câu cú, tưởng là hay, nhưng thực tế là mình đang tiếp nhận văn hóa chửi ấy. Lâu dần sẽ thấy bình thường. Mấy đứa trẻ mới tập viết cũng bắt chước, cái gì cũng chửi, cũng lên án, tưởng như vậy là già dặn và trưởng thành. Thêm mấy chị biết viết lách cũng góp chút giọng cho đủ bè tốt ca nam nữ. Còn phần bình luận trên mạng thì ôi thôi, có nhiều người bài chính không đọc, chỉ thích comment và tranh cãi chửi bới vì các ý kiến phần bình luận ở dưới. Ném đá trên mạng vì không phải lộ diện nên họ chửi khí thế lắm. Vấn đề là sau khi chửi bới, có giải quyết được vấn đề không? Rõ ràng là không. Thấy người ta như vậy, thôi thì mình thông cảm. Vì Dược nói, chửi là sự bất lực của trí tuệ. Trí tuệ mình có mà, mình khác. Lo đọc các trang web văn minh, các trang web văn hóa nghệ thuật, thể thao, lịch sử, dạy làm người, dạy làm giàu, dạy chuyên môn. Mình cố gắng thoát khỏi văn hóa xấu xí này. Mẹ, mẹ ơi cô dạy, cãi nhau là không ngoan, cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi.